chờ Vạn Phúc Hà Đông trên thứ bảy cuối tuần, đông vui lắm, hôm nay vậy và nhiều cây phê lắm. Đây đầu chợ Văn Công. Đấy, hôm trước anh ấy sút đi cái cây đẹp lắm rồi, nhiều người thích cái cây đó, chắc nhiều ông gọi anh ấy. Đấy, hôm nay mang hai cây này đi. Anh ghi nhập số luôn đi. 0906 799 866 866. Đây có hai hô với hàng già không? Hai cái cục điện lưu biếu. Dạ. Cái này mà thì phải lên chậu thì nhìn nó mới rõ, nhưng mà nó là chưa, nó là cốt 2. Cốt 2. Quay trực tiếp là nó cần. Ai thích thì gọi anh Công, có hai cây này. Đây, cái một sức già không đằng kia còn nhiều cây đẹp lắm. Đây này, cứ lần lượt đi thôi. Hôm nay nhiều cây, hôm nay phim cuối tuần rồi, đông vui lắm. Mẹ hôm nay cuối tuần đông vui thế. Làm 3 vai rồi. Rất già. Quá già luôn. Cùng cục. Được, em cứ lấy được. Mặt sau à. Nhìn cái chỗ này quá nhỉ, sướng nhỉ. Toàn nó củ không. Toàn nó nhiều. Nhiều. Cao độ 30 phân nhỉ, hơn. 30 phân. Này chú ơi, thả là cây nó bảo nó thằng kia có cái đóng mua thêm bố tuổi nó đây này. Ở vào đây này thì là nằm 3 vai. Thích chưa ạ? Công nhá. Con này nhìn thích không? Đấy chú, trồng đi chứ. Đấy, còn con cốt trầu này bao tiền anh? Con trồng như 5 triệu. 15 triệu. Đấy, còn ông nào thiện chí thì gọi thì lại bớt tí. Đấy. Đây là cái chậu cũ đó, đây này. Chậu cũ còn trong này. Một chậu. Chậu cũ này. Thế em bảo là anh cứ cái cây hôm trước em quay lên thì phải tối về với anh được. Thì anh cứ từ từ được. Vì cây đẹp thì không sợ. Nhưng bảo là đấy, nhiều người người ta thích. Bán thằng bạn để bán hộ ông Trương chứ. Và em mà có tiền em cũng lấy lại ông Trương. Còn đấy chỉ vì chơi thôi. Mà càng chơi đấy ông tùy thằng em và con đấy con mày. Nhưng mà sau này các bộ chân nó thành thân con đấy tiền trăm. Em bảo thì tôi em nói luôn mấy thằng mà con đấy tiền trăm. Là con đấy sau này lên chân là tiền trăm. Nó bây giờ nó hơi non tí thôi. Nhưng mà này, nó có tương lai chứ không phải là nó càng nuôi nó càng có giá. Chứ không phải là càng chơi nó càng có giá. Cái chân nó rất ổn rồi, mẹ bây giờ chỉ có già thêm thôi. À, còn cốt chậu. Đúng cốt chậu luôn. Có cốt, có cả chậu trong luôn. Cốt chậu. Thì quá nhiều năm tháng thì các bác có thể về nuôi lên một cái ang và giữ nguyên cái cốt, cái chậu này hoặc là gọt bệnh thì tùy. Đấy, nhưng mà cơ bản là thích thì gọi đến công nhé. Đấy, anh Công hôm trước bán cái cây điển đẹp đẹp thì bội quá, sau thì lại chuộc lại. Nhưng mà thì đấy lại bán cho ông anh, đại loại là cây đẹp thì luôn có người thích thôi. Bán nha. Hôm nay tán rất rộng thích nhỉ. Cái này khoảng bao tiền bác? 3 triệu anh. À, 3 triệu. Hôm tối qua này ăn được một con. Hả? Hôm qua ăn được một con tối tôi về tôi đang ảnh. À đây. Đẹp lắm, chân mỏng rồng. Nằm điền. To à? Là hơn con lồng rồng. To à? To bằng con một rồi nhưng bằng đùi. Alo. Có ai đấy nhỉ? À thế à, chị Hiền ơi, giọng anh rồi. À được. À. À.
em ở đâu chỗ rộng rộng ấy, chỗ gần mặt đường Tố Hữu ấy. Vâng. Dạ. Dạ dạ. Dạ vâng vâng. Đây là bật điện, bật điện lên đây này. Bật điện lên xe, bật điện lên để cắt đèn. Tủ bên tay nó nằm chuẩn cực kỳ, bật đêm đấy, tủ có cắt đêm đấy. Cao tầm 60 nhỉ? 60, móng rồng nhìn này, chân móng rồng huyết, tủ nó nằm với cả tay cổ nó cực đẹp. Nặng. Hải đồ đi chơi rồi, giá hơn con kia đấy. Ok, xong ai gọi thích thì lại gọi anh nhé. Bán nó mọc luôn. Bán nó mọc đi. Cùng là hàng. Thành công rồi mấy anh em các bác quý đấy, chia với cây gì rất hay. Dạ. Ôi, đôi này rẻ đấy mà hôm nay vẫn còn đây. Ơ, tưởng hôm nay hôm trước có bác lấy con này rồi mà nhỉ? Chưa. Chưa. Hẹn rồi. À. Cuối tuần này này đi đông đấy, đi chợ này vui đấy. Nước dương có cái xanh thì rất già được rồi. À về cái xi, cái xi này già trắng thân nha nhỉ. Xi xi mà là lá bé tí như xanh nha. Xi đấy chứ đúng không? Xi bác nhỉ? Xi. Lá như xanh. Đa, xi đa. Cái này hình như là của bác khác rồi. Đi hay đổ ôm, đổ ôm chậu. Có giấy tím. Này phiên đông đấy. Đông cây đấy, sang bên này tí. Sang bên này thì cái cây vừa nãy nhìn cái bóng cây này đẹp đẹp này. Chết quá. Quê này. Quê. Ở đâu? Hả? Quê. Quê Cát Phường. À. Bảo là bệ rộng tí nữa thì được. Con này chắc là hạ ngọn xuống. À, của bác Hòa đấy, Hòa taxi đấy, chả biết bao tiền. Không phải, Hòa, đây là Hòa taxi. Bán cả kéo cái này. Chỉ có đi ra chợ đâu. Bác cứ uống nước ở đâu mà hỏi chỉ có. Đây chắc hỏi giá vợ đấy. À, Trương đây, Hòa đây thì. Vâng. Đây số ở xe kìa, mà thích thì hỏi số của Hòa taxi đấy. Đấy bà vợ, bà vợ đấy hỏi giá được đấy, đại gia mà chưa phải như đâu vẫn đấy, còn ngón nghề phụ bạn kéo ghét duy trì cuộc đi thôi. Không phải cần gần không? Mấy gần. Đấy, bà chủ đây đúng không? Đâu. Đi chưa? Con này đổ ác quá nhỉ? Bán công thế nào rồi thế? Bán công thế nào thế? Bán công thế nào thế? Cây đẹp quá đẹp. À. Cây như này có giá khoảng bao nhiêu ạ? 40 triệu. À đây à, em đang quay phim ở chỗ đầu quán kéo đây, chờ tí nhé. Yeah.
Vâng, chị cứ ngắm đi, thấy cái nào mà cứ tích tích thì em xem cho. Đấy, cái này à, cổ bắt đầu giờ sáng có nhiều người gọi là 40 cây này. Cây của bác Hòa thì nó có thương hiệu rồi, chứ còn đẹp xấu thì các bác đã gọi hoặc là bình thường thì đi với cây dân vậy. Chị xem đi, có xem có cây cần thăng nào em chưa để ý.